Rồi, tiếp theo mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về. Và trước khi đi về, bạn đồng nhỏ đòi uống nước thì ngay khúc Phạm Ngũ Lão này và Đề Thám, chúng ta thấy có một cái coffee shop Highland Coffee nè. Chỗ này cũng rất là rộng rãi, là thoáng mát. Và ngay đây là giao lộ Phạm Ngũ Lão và Đề Thám. Thì đâu nước xong thì mình sẽ mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng trên đường Đề Thám ha. Rồi, mời cô chú anh chị cùng tham gia nha. Là bánh tét hả? Ở trong đây cũng rất là đẹp. Quầy bar thì ở dưới đây. Chúng ta order xong thì chắc bạn đồng lên lầu rồi. Chúng ta cùng đi lên lầu xem sao nha. Sẵn review quán cà phê ở Highland Coffee. Để cùng anh chị và bạn xem chơi cho vui nha. Ủa, đồng đâu rồi? Đi uống cà phê mà nằm vậy nè. Ôi. Nằm ngược lại. Đây có cái view nhìn ra Đề Thám với lại công viên 23 tháng 9. Sau khi order thì mình đợi chút xíu nha. Ở đây rất là mát mẻ. Ây à. Order xong rồi, cái này nó báo hiệu là hàng xong rồi nè, có rồi nè. Caramel là có đường đó. Dễ dòng quá. Còn động nghe nữa hả? Đây hai phần của chúng ta đây, một caramel fin với lại một cái trà đào. Giờ lấy là mình đây. Ngon đồng. Đồng hái lần đầu tiên vô đây luôn. Bạn đồng giờ biết chị biết chỉ quán cà phê lắm. Hỏi đi ăn quán nào, uống quán nào chỉ vô đây liền. Chuyên nghiệp quá. Mời cô chú anh chị nha. Rồi bà con uống nước nha. Nãy giờ người ta cũng khát nước rồi nè. Một ly trà đào. Đây là đũa. Rất là thơm, ngọt vừa phải. Không có đắng, không có gắt, ngọt thanh thôi, rất là dễ uống. Caramel là cái đường này nè, nó này nè nè. Đắng không? Nhìn ly hấp dẫn à. Sữa tươi chứ là sữa tươi hả? Đồng khoái rồi, đồng khoái có chỗ nằm rồi. Rồi em tạm ngưng chút xíu nha, chút xíu nữa mình sẽ đi một vòng đường Đề Thám về đêm xem thế nào nha. Rồi, sau khi uống nước xong chúng ta đi về nhà thôi. Và mình sẽ đi dạo một vòng đường Đề Thám này để các anh chị bạn xem hình ảnh ở đường Đề Thám Phố Tây như thế nào ha. Đoạn này là đoạn gần với công viên 23 tháng 9 nè.
theo hướng này là công viên 23 tháng 9. Ở đây có rất nhiều nhà xe đi về các tỉnh miền Trung như là Nha Trang, rồi hầu như là đi về Nha Trang là nhiều nhất á. Rồi chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại để đi qua tới khu chợ Cô Giang, chợ Cầu Muối. Và nhắc đến chợ Cô Giang thì chúng ta có một cảm giác man mác buồn khi mà nhìn bao ngôi chợ khác rất là đông đúc rồi buôn bán sầm uất, thì ngược lại chợ Cô Giang của chúng ta ngày hôm nay rất là buồn. Và chắc ngày mai em sẽ đi chợ Cô Giang để bà con ôn lại kỷ niệm xưa ha, một thời đông đúc tấp nập đã qua. Bạn đồng nhỏ với My đi phía trước nè. Hôm nay thì đi một vòng chợ qua rồi về hơi trễ nè. Hôm nay bây giờ Sài Gòn cũng gần 10 giờ rồi. Ở khu phố Tây này rất là đông đúc rồi, ồn ào nhộn nhịp. Một trong những con đường nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn. Nếu mà giờ này ở chợ lớn nhộn nhịp ở con đường Hải Thượng Lãn Ông thì ở Sài Gòn này nhộn nhịp ở Bùi Viện nè. Ở đây có rất nhiều dịch vụ du lịch rồi ăn uống rồi bán đồ lưu niệm. Bên đây có những con hẻm đi vô bên trong khu khu phố Tây nè. Đây là hẻm 277 hở 217 Đề Thám đó. Đó bắt đầu mình đi vô cái khu ồn ào rồi nè. Rất là nhiều bar club ở đây. Đâu quay lại cái đầu. Bình thường đi tới khu này là ép tim luôn á. Quá trời tiếng nhạc. Bên kia là khu đi bộ, nhưng mà đi bộ vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi, ngày thường thì không có đi bộ. Ngày thường thì mình được chạy xe. Nghe nói là cái khu tam giác vàng này có kế hoạch giải tỏa rồi nè. Tương lai chắc sẽ không còn nữa. Không biết bao lâu đây nữa, không biết khi nào đây. Tam giác Trần Hưng Đạo với lại Bùi Viện á. Khu rạp hát rạp công nhân á. Cũng là rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa đó. Chúng ta ra đây là Đề Thám và Trần Hưng Đạo nè. Bên kia ngày xưa là bánh mì Vạn Kim nè, bên Rai Tây Sình nè. Bánh mì Vạn Kim là ở đây nè đó.
kế bên là cái tòa chung cư ký túc xá. Bên kia là nhà thờ Tin Lành. Ta đi vào bên kia đường nha. Phố Tây cũng là một trong những địa điểm đi chơi nổi tiếng ở Sài Gòn. Nếu mà các anh chị các bạn thích nơi ồn ào náo nhiệt, còn nếu mình sợ ồn ào thì khu này sẽ không thích hợp ha. Gấu qua kìa. Bên kia tiếp tục mình sẽ đi qua đường Đề Thám này. Đi ấm cầm ấy. Ấm cổ, ấm cổ ba cổng vậy. Đó, bạn gấu massage. Rồi, chúng ta đi qua đường đó thôi. Mi không thắng được đâu. Bên đây có quán cà phê Nóp. Kế bên có hủ tiếu Tùng Hưng đó. Đường Đề Thám thì cũng vắng ở cái đoạn bên đây. Bên phố Tây thì rất là đông, bên đây thì vắng. Thôi đi dần dần. Ở đây có tiệm vàng rất là lớn nè, tiệm vàng Kim Mai Tuấn. Đoạn này, đoạn lúc nãy ồn ào náo nhiệt bấy nhiêu thì đoạn này vắng bấy nhiêu. Rồi đi mình đi khúc kia nữa, khúc chợ Cô Giang nữa thì vắng hơn nữa. Ồ, nay bạn Đồng đi chơi quá trời luôn. Ở Sài Gòn thì ít có con đường nào mà cái vỉa hè của nó trọn vẹn á, chỉ có như em cảm thấy đường Trần Hưng Đạo thôi. Trần Hưng Đạo thì có một đoạn rất lớn, còn Đề Thám thì có khúc không nè. Bên kia là hẻm Bửu Hoa Tự nè, đi vô nhà của anh Lý Loan nè. Mình đi tí nữa, tới tí nữa thì có hẻm 160. Ngày nay kế bên hẻm 160 thì có cái quán bia. Trong đây làm nói mi á. Nói mi mắt. Swing. Quán bia này lúc trước là hình như là 2-3 căn nhà đó, 2-3 căn nhà người ta mua cùng lúc đó. Rồi hình như này là cho thuê lại nè, thành cái quán bar nè, quán bia nè. Đèn trí rực rỡ chưa? Còn buổi tối thì có đi xây nữa nè. Kế bên nó có hẻm 160 nè. Và đối diện hẻm 160 thì là hẻm 145. Đi thẳng bên đây là đường Đề Thám nè. Bạn Đồng rồi đi hẻm 145. Sẵn đây mà bà con cùng đi về xóm nhỏ
về đêm nha. Bạn đồng đích thích đi khám phá. Nó yên tĩnh, đó, Liên Tông Tự. Đó. Đó. Thẳng bên kia là hẻm Cùng à. Đâu? À, chắc chung cư hả? À, Pha Lấu. Chắc quán Pha Lấu ở trên. Pha Lấu nè, dưới đất đối diện nè. À, chỗ đó chỗ gửi hả? Anh tối vô thừa xuống công ty em chơi. Chi à? Ngày xuống đó đón vô thừa tại mùng 1 có chuyện vui. Đón vô thừa lâu rồi, có bao giờ đón vô thừa ngoài đường đâu. À, thẳng hẻm này là mình ra bên đường Cô Bắc. Chạy đây quanh đầu. Wow, đẹp quá. Gì đẹp? Đây nhà ta đó. Chấm 45 xịt 19. Đẹp quá kìa. Đi đâu đây? Hả? Đi đi. Đi đâu đây? À, khám phá hẻm mới à. Mua hai tàu đây tàu. Rồi, đi đâu vậy? À, không biết đi đâu luôn á nha. Ra được mà. À, biết thẳng nãy đi ra Cô Bắc á, còn đây là ra hẻm 100 nè. À. Thì anh nị thổ địa ở đây. Chị nị thổ địa. Hẻm này hẻm 100 Cô Bắc. Cô Phương đâu, cô Phương đâu? Đó, nhà cô Phương đâu ta? Nhà cô Phương đâu? Cô Phương bán phở. Đồng Thuận Phát. Công ty của chị á. Nè. Xe. Nhà bà đâu, nhà bà đâu? Rồi, số hình ảnh ở đường Đề Thám về đêm gửi bà con cô bác xem chơi cho vui nha. Oh, nhà lớn mà. Lớn hơn anh luôn á. Rồi bye bye cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. Bye bà cô chú kìa. Bye bye chưa? Bye bye chưa? Bye bye. Chúc mừng bà cô chú ngủ ngon. Ngủ ngon tí anh nói sao? Ai có ở nhà luôn. Không đi học hả? À?